Khi nói tới xứ sở hoa anh đào, người ta liền nghĩ tới vẻ đẹp của nghệ thuật và tinh hoa, một đất nước đan xen giữa hiện đại và truyền thống, giữa châu Á và châu Âu. Nơi đây cũng là nơi bắt nguồn của một trong những giống cá cảnh đẹp nhất thế giới, cá koi quốc ngư của xứ sở mặt trời mọc. Ban đầu cá koi được nuôi để làm thực phẩm, sau đó một số người đã nhận ra màu sắc thay đổi của chúng khi nuôi chung với nhau. Rất nhiều màu mới do sự lai tạo đã làm nên những chú cá rất đẹp. Do đó, người Nhật đã tiến hành lai tạo để tạo ra giống cá cảnh đẹp mắt này. Cá koi rất dễ nuôi nên được phổ biến rộng rãi, dần dần chúng trở thành loại cá koi quốc ngư được xứ sở hoa anh đào ưa chuộng. Không chỉ người châu Á, người châu Âu cũng vô cùng ưa chuộng thú chơi cá koi đậm sắc châu Á với thiết kế thiên nhiên như hòn non bộ, thác nước, cây cảnh ở hồ cá koi. Đến năm 1914, để tôn vinh hoàng tử Hirohito, Nhật Bản đã tổ chức triển lãm giống cá chép koi đầu tiên tại Tokyo và đảo Niigata, nơi bắt nguồn của những chú cá koi lai tạo đầu tiên được chính thức mang tên Niigata koi. Từ đây, cá chép Nhật với hai màu chủ đạo đỏ và trắng được tôn vinh và mua bán rộng rãi. Ngày nay, cá koi trở thành một loại cá cảnh được ưa chuộng và được xuất khẩu tới nhiều nước quốc gia trên thế giới khác nhau ở cả châu Á lẫn châu Âu. Ở Việt Nam, giá cá koi của chú cá koi khá đắt. Do đó, đây là thú chơi của giới đại gia vì giá thành của mỗi con từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD cũng tốn rất nhiều công sức để chăm sóc. Chúng sống thành bầy đàn nên người ta thường mua rất nhiều một lần. Giá thành của một bầy cá có thể lên tới tiền tỷ. Phần lớn các koi hiện nay có thể dài tới 1 mét nếu nuôi ở ao lớn và tuổi thọ của chúng là từ 40 đến 60 năm tuổi. Tuy nhiên, cá sang chảnh nhưng lại khá dễ nuôi so với những loài cá cảnh đắt tiền khác. Nếu biết chăm sóc đúng cách, chúng sẽ sống khỏe mạnh. Một lý do nữa khiến loài cá được ưa chuộng rộng rãi là do nó mang những ý nghĩa tốt đẹp tới cho gia chủ. Cá koi thuộc giống cá chép, biểu trưng cho sự sức sống mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, như khả năng bơi ngược dòng chảy để đẻ trứng. Sức mạnh thần kỳ của cá koi đã được trở thành sự tích cá chép hóa rồng trong điển tích Trung Quốc. Do đó, cá koi đại diện cho một sự thay đổi mang ý nghĩa tốt đẹp, là tượng trưng cho ý nghĩa không bị khuất phục để đạt tới thành công. Đối với người xưa thì đây là loài cá mang đến tài lộc, vận may, sự thành công, trường thọ giàu có và bình an cho gia đình. Vì thế, người ta xem đây là loài cá phong thủy cho gia đình có được may mắn. Ngoài ra, cá koi còn có mối liên hệ đặc biệt với hoa sen. Hoa sen là bông hoa mọc từ ao bùn lên. Sen và cá koi kết hợp với nhau, biểu tượng cho nỗi đau, đấu tranh và tăng trưởng. Cá koi rất hiền lành, chúng sống hòa thuận theo đàn nên rất dễ nuôi. Là loại cá ăn tạp nên chúng ăn rất mau lớn và có sức sống mãnh liệt. Người Nhật rất yêu thích cá koi, họ dành một khoảng sân vườn rộng để lớn, xây dựng hồ nuôi cá koi và chăm sóc thật kỹ lưỡng như một thành viên trong gia đình vậy. Người chơi cá koi chú trọng vào màu sắc, càng độc đáo thì đặc biệt giá trị của nó càng cao. Có người chọn màu cá koi theo phong thủy ngũ hành, có người thích dòng cá koi kim tuyến trên mình, có người thích dòng cá koi một màu. Không chỉ nuôi cá, vì thiết kế không gian nuôi như ao cá, cây cảnh, hồ non bộ cũng là cả một sự đầu tư công sức lẫn thời gian của người chơi, đưa thú vui này lên một tầm cao nghệ thuật mới.